hôm mà tôi học cái khóa thập chỉ thiên tâm đó, thì ngay ngày đầu tôi đã trường một buổi tối đó là thấy khoảng 50 phút thôi là thấy nó ngày hôm sau mình rời cái da mặt mình thấy nó mịn ra chứ nó bớt đi rồi mòn thôi chứ rời thứ mặt đi đi rồi cái ngày hôm sau trường mình ngày mai thì trường tôi rời lại là chỉ biết cái mặt thì nó mịn ra thấy rõ luôn vậy. Rồi tôi về cái hết khóa học tôi về tôi trường thì mình con mắt thì có mấy đây nhìn lên thấy cái da tay nó lại mịn ra mấy cái vết mồ hôi nó bớt nhiều lắm. Tâm huyết lên não rồi cái tay tôi tự nhiên nó bớt tê nhiều liền á, tự nhiên mình thấy nó bớt liền nha. Hẹp ống cổ tay nó cũng bị chặt, cũng bị là không, nó không hết chứ không phải bị lại. Hai cái, một cái thì hết, một cái thì không hết, nó bị teo cơ là nó không hết được đâu. Chứ hôm trước đó là tôi học trường sinh học, tôi làm đủ thứ mà sao nó không bớt. Nó ví dụ như là nó không bớt, nó không thua vậy trơn á. Nhiều người hỏi sao có học có bớt không? Không bớt. Mà bữa đó cô nó chỉ hay không á. Vậy mà thấy bớt không biết trời con làm được sao cô không biết được nó thấy mình bớt liền thấy mình bớt liền thấy nó liền thành ra tôi mới theo học cái ngày hôm nay luôn á. Mà cái này mình làm mình thấy bớt mình có thể chịu được, tự dưng của tôi là nó bị lâu quá rồi bị teo cái cơ tay này rồi nè, tôi bị mổ rồi dạ. Không hết người rất khỏe, tôi đi từ Xuân Lộc về đây tôi đi 2-3 lần xe luôn á dạ. Mà mình thấy con người nó khỏe lắm. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.